Tôi vốn dĩ là không muốn to tiếng với phụ nữ đâu, nhưng bởi vì là cô quá đáng quá, bây giờ tôi trả lại cho cô mấy câu này. Đi về nhà mà soi lại gương xem cô hơn người yêu tôi ở điểm nào. Người yêu tôi thùy mị nết na, bản tính lương thiện, kể cả có làm quét rác thật ấy thì vẫn là thơ to hơn cái nhân cách của tỷ cả. Mi, tớ thích cậu. Đây là thư tỏ tình của tớ. Tớ không mong là cậu đồng ý, nhưng mà chỉ cần là cậu hiểu rõ tấm lòng của tớ được chưa? Giật cơ mình. Này, cậu không nhìn lại cái mặt mũi của cậu à? Trông ăn mặc thì xấu xí bẩn thỉu, mặt thì trông như thằng đần ấy. À mà không, cậu đần thật mà, thế mà cũng có dũng khí để tỏ tình với tôi à? Rõ ràng hôm qua cậu mới bảo tớ đáng yêu mà. Đấy là tại vì sắp kiểm tra, tôi nói thế là để cậu cho tôi chép bài thôi. Thế mà cậu cũng tưởng thật à? Đúng là ngu thật đấy. Tớ không có ngu đâu, điểm số của tớ cao nhất khối á. Này, điểm số ấy nó chả nói lên cái điều gì đâu. Cậu xem mấy thằng lớp mình ấy, điểm có cao đâu, nhưng mà bố mẹ làm to, ra ngoài vẫn là ông nọ bà kia thôi. Còn cậu nhìn lại cậu xem, trông ăn mặc thì quê mùa xấu xí. Tôi chả hiểu cậu học để làm cái gì luôn ấy. Này, cậu có học nữa học mãi nhá, ra đường ấy, trong mắt người khác cậu cũng chỉ là một thằng đần thôi. Cậu không thích tớ đi thôi, sao cậu lại khinh thường tớ? Cô không sao chứ? Bi đứng kiểu gì đấy à? À, em không sao ạ. Anh có sao không ạ? Thì ra là cô à? Chúng ta quen nhau à? Chẳng lẽ là cô quên rồi à? Ngày xưa chúng ta từng học cùng lớp với nhau. Tôi đã từng tỏ tình với cô đấy. Cậu là cái thằng đần đấy á? Ôi, bây giờ trông cậu thay đổi quá nhở? Trông đẹp trai đấy. Mà hồi xưa nếu mà cậu đẹp mã như thế thì có phải là tôi đã đồng ý là người yêu cậu rồi không? Nhưng mà đáng tiếc, ngày xưa trông cậu tởm quá. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Từ từ đã. Cho tôi xin số điện thoại. Tại sao? Thì cậu còn giả vờ cái gì nữa? Bây giờ cậu đẹp trai rồi thì tôi sẽ cho cậu cơ hội để theo đuổi tôi. Thế à? Cậu thấy mình may mắn lắm chứ gì, không tin vào tai mình đúng không? Nhưng mà yên tâm đi, đây là sự thật đấy, chứ không phải là cậu nằm mơ đâu. Tôi nghĩ là cậu đang nằm mơ, bớt ảo tưởng đi, tránh tôi đi. Này, cậu vừa nói cái gì đấy? Tôi nói là cậu bớt ảo tưởng đi. Cậu nghĩ là những cái gì cậu làm với tôi năm xưa ấy, như thế đủ để tôi còn thích cậu à? Hóa ra cũng chỉ là vì cái lòng tự trọng đấy của cậu. Yêu quá hóa hận chứ gì. Bớt tự cho mình là cái rốn của vũ trụ đi. Bây giờ đường cậu đi, đường tôi đi. Được chưa? Hẹn không gặp lại. Đứng lại đấy đã. Tôi còn chưa nói xong đâu. Em đến rồi. Đây là ai thế ạ? Cô em bị điên mà, đừng để ý, mình đi thôi. Lại cái gì nữa? Loại người như cậu sao lại đi yêu cái đứa lao công như thế này? Nếu mà cậu nghèo quá ấy, thì vẫn có thể dùng khuôn mặt để yêu người có tiền được cơ mà. Sao lại đi yêu cô ta? Đúng là không thể chấp nhận được. Tôi yêu ai không cần cô chấp nhận, được chưa? Bây giờ thì tránh ra cho bọn tôi đi. Cậu cảm thấy xấu hổ chứ gì? Mà cũng phải thôi. Tôi mà có đứa người yêu đi làm lao công như thế này ấy,
tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Không biết là ai, nhưng tôi xin phép nói lại. Là lao công thì sao chứ? Tôi cũng không hề cảm thấy xấu hổ khi làm nghề đó. Nếu như không có những người lao công dọn vệ sinh ấy, thì ngày ngày cô đã chết chìm trong rác rồi. Này, cái đứa lao công như cô chắc là không được ăn học đầy đủ chứ gì. Cô có biết tôi là ai không mà lại dám sửa lời tôi như thế hả? Học được mấy chữ mà bây giờ dám lên mặt ở đây đấy. Bao nhiêu năm rồi mà cái suy nghĩ của cô nó vẫn cứ thiển cận như thế nhỉ? Lúc nào mở mồm ra là coi thường người khác. Thế lẽ nào cái đứa suốt ngày vùi mình trong đống rác như cô ta không đáng bị coi thường? Cậu đứng cạnh cô ta không cảm thấy bốc mùi à? Ok. Nếu mà cô cảm thấy bốc mùi ấy, thì cứ tránh xa bọn tôi ra. Bọn tôi không có thời gian để nói chuyện lại người như cô, được chưa? Nếu mà cậu biết tôi là loại người gì ấy, cậu sẽ cảm thấy hối hận đấy. Thế đi, bọn tôi lại càng không có nhu cầu muốn biết. Tôi bây giờ là giám đốc của SPM, công ty lớn nhất nhì cái thành phố này đấy. Sao? Loại người như cô ta ấy, làm sao mà so được với tôi? SPM á? Đúng. Nếu mà cậu đồng ý làm người yêu tôi, bỏ cái đứa lao công này đi ấy, thì sau này cơm ăn áo mặc của cậu, tất cả cái gì cậu cần tôi sẽ lo hết. Tôi không cần biết cô là giám đốc hay là chủ tịch. Chẳng lẽ cô lại thiếu hơi trai đến như thế à? Mà giữa ban ngày ban mặt, giữa đường như vậy đòi cướp bạn trai của người khác, liêm sỉ của cô để đâu đấy? Tiền chính là liêm sỉ của tôi. Đúng là hết chỗ nói luôn rồi. Thôi, em không cần phải nói loại người làm gì, rước thêm bực vào người, để anh. Này cô, vốn dĩ là tôi không định nặng lời phụ nữ đâu, nhưng bởi vì là cô quá đáng quá đấy. Bây giờ tôi trả lại cho cô mấy câu này này. Đi về nhà mà soi lại gương xem cô hơn người yêu tôi ở điểm nào. Người yêu tôi thùy mị nết na, bản tính lương thiện, kể cả có làm quét rác thật ấy thì vẫn là thơm tho hơn cái nhân cách của cô tỷ lần. Còn cô thì mở mồm ra là vật chất, mồm miệng độc địa, lúc nào cũng ham tiền, lại còn khinh thường người khác, chê ba ngoại hình, chê ba nghề nghiệp người khác. Tôi còn điên với điêu loại người như cô đấy. Cậu cái gì hả? Lúc nào cũng ảo tưởng. Có cần tôi đặt cho cô một chỗ trong bệnh viện tương điên không? Cô làm cái quái gì vậy? Sao cô lại đánh người? Cô không có văn hóa à? Này, tôi có thể hiểu cái tát này là do là thẹn quá hóa giận không? Này, cái thằng đần kia, mới có mấy năm không gặp thôi mà cậu đã luyện được mồm mép điêu luyện như thế rồi à? Học cái gì không học, đi học cái thói vô văn hóa của mấy cái bọn đầu đường chó chợ à? Cô chỉ trò trò cái gì đấy? Anh ấy là đàn ông, anh ấy không chấp phụ nữ, nhưng tôi thì có thể đánh cô đấy. Nếu như cô còn đứng đây nói hiu nói vượn nữa ấy, thì đừng có trách tôi. Được. Các người ỉ đông ăn hiếp tôi chứ gì. Được rồi, chuyện này còn chưa xong đâu. Các người cứ đợi đấy. Anh không sao chứ? Anh không sao. Cái tát này thì nhằm nhò gì, da mặt của anh dày lắm. Mà anh không nghĩ nhá, cái lúc em che cho anh ấy, nhìn em lại oai phong như thế. Ý anh là anh che em hung dữ đúng không? Đâu. Nhưng mà phải công nhận là anh có cảm giác an toàn cực. Như kiểu là gà con được mẹ bảo vệ. Anh chỉ giở trêu em thôi. Mà cái cô lúc nãy là ai đấy? À, mối tình đầu của anh ấy. Hả? Sao gu của anh mặn thế? Thôi, đi ăn đi, anh đói rồi. Đi ăn đi, anh kể cho. Đi. Chủ tịch, hôm nay anh có chuyện gì vui ạ? À, em trai tôi mới đi du học về. Thế là tôi sắp có người đỡ đần trong công việc rồi. Đã thế, nó còn dắt cả người yêu về nữa cơ. Thế à? Không biết ai mà có phúc thế, được làm em dâu chủ tịch. Nghe nói là con gái chủ tịch công ty Aima. Công ty Aima có phải là công ty sản xuất xe điện đang hot nhất trên thị trường hiện nay đúng không ạ? Thế thì môn đăng hộ đối quá rồi còn gì ạ? Có gì đâu, tôi không quan tâm gia cảnh cho lắm. Miễn là em trai tôi thích là được. Với lại, cô gái ấy thương em trai tôi thật lòng. Mà thôi, cô ra ngoài làm nốt bản kế hoạch đi. Dạ vâng ạ. Chịu khó đây, đợi anh một lát nhá. Anh vào gặp anh trai anh trước. Anh trai của anh có khó tính không? Không. Nhưng mà với người yêu của anh ấy, thì anh trai có một yêu cầu duy nhất. Yêu cầu gì vậy ạ? Miễn là con gái về nhà là được. Người ta đã đang hồi hộp rồi lại còn treo nữa. Anh nói thật mà, nhiều khi người ta dẫn con trai về ra mắt thật đấy chứ. Thôi ngoan, ngồi đây đợi anh một lát nhá, anh vào trước.
Này, cô làm gì ở đây đấy? Đến làm lao công mới à? Đứng lên đi, nhanh lên. Chị có quyền gì mà đòi tôi là đứng lên ngồi xuống theo ý của chị? Tôi là giám đốc ở cái công ty này, trừ chủ tịch ra ấy, tôi muốn sai ai mà chả được. Đứng lên. Làm lao công như cô mà cũng dám ngồi đây à? Ngồi đây ám đầy mùi rác, ai còn dám ngồi nữa? Mà đi làm lao công, ăn mặc đẹp thế này để làm cái gì? Hả? Hay là định đến đây ve vãn chai ở cái công ty này để kết thúc sự nghiệp dọn dẹp vệ sinh à? Chị đừng có suy diễn lung tung, rồi khinh thường sỉ nhục người khác như thế. Lao công thì làm gì có lòng tự trọng đâu mà sợ nhục. Thôi, đi vào kia thay quần áo ra, dọn vệ sinh thì còn gì nữa. Hôm nay tôi đến đây không phải để làm dọn vệ sinh. Chắc là cô thấy tôi là giám đốc ở đây cho nên là sợ chứ gì, tính bài chuồn à? Nhưng mà yên tâm đi, tôi sẽ đối xử thật dịu dàng với cô, cho cô là lao công ưu tú nhất cái công ty này luôn nhá. Tôi đến đây là để gặp người, tôi không muốn nói chuyện với cô. Đừng có gây sự với tôi nữa. Bây giờ có cầu xin ý thì cũng muộn rồi. Sao? Mấy hôm trước còn dọa đánh tôi cơ mà, bây giờ sợ rồi à? Sao? Đánh đi. Đánh đi này. Chị tránh ra đi. Con ranh này, mày dám đẩy cả tao cũng cả. Chị. Sao? Gọi người yêu mày đến cứu đi. Gọi cả cái thằng đần này ra nữa, để tao bảo bảo vệ cho nó một trận luôn. Anh Hải không phải thằng đần. Bênh nhau quá nhở. Nó cho mày uống thuốc lú rồi đấy à? Cô nói anh ấy là thằng đần, vậy tại sao hôm nọ cô còn muốn anh ấy làm người yêu của cô? Thế nó không kể với mày là ngày xưa nó yêu đơn phương tao, bị tao từ chối à? Chẳng qua ngày xưa anh ấy không biết cô lại là loại người xấu xa như vậy. Chả qua là do nó hận tao quá nên là mới nói như thế thôi. Cô coi thường anh ấy, từ chối anh ấy, vậy mà bây giờ anh ấy có người khác thì lại đâm ra ghen tị, thế là thế nào? Mày nghe cho kỹ đây. Cho dù là rác tao vứt đi hay là thức ăn thừa tao nhổ ra ấy, thì cái loại như mày cũng không xứng đáng để được ăn lại đâu, mày hiểu chưa? Tốt nhất đi, bây giờ đi vào trong kia thay quần áo rồi ra quét dọn đi nhanh lên. Tôi không đi. Mày nói không đi mà được á? Cởi ra cho tao. Cô làm cái gì vậy? Cô làm vậy là phạm pháp đấy. Cởi ra. Cô làm gì đấy hả? Cô ta làm gì em đấy? Em có sao không? Mi, cô làm gì vậy hả? Em đang dạy dỗ lại lao công thôi ạ. Cô ta đi làm lại ăn mặc đẹp để quyến rũ đàn ông, gây mất trật tự công ty ạ. Ai bảo với cô, cô ấy là lao công? Đây là người yêu của em trai tôi, mà có là lao công đi nữa thì cô cũng không được phép làm như thế. Cô ta là con gái chủ tịch Ai Ma ấy ạ? Rõ ràng hôm qua em còn thấy cô ta đi quét rác cơ mà. Mà thằng đần này, không, anh Hải là em trai chủ tịch ạ. Cô bảo ai là thằng đần? Anh, cô ta chính là cô gái có tính mà em kể với anh ngày trước đấy. Hôm qua Dương đi làm tình nguyện viên bảo vệ môi trường, cô ta nhìn thấy thế cho nên nghĩ Dương là lao công anh ạ. Cô là người sỉ nhục ngoại hình của em trai tôi mà lại còn bảo nó là thằng đần. Em không biết cậu ta là em trai anh, em xin lỗi ạ. Cũng may tôi là cấp trên của cô nên mới nhận được lời xin lỗi này. Nếu gia đình tôi vẫn nghèo như trước kia thì hôm nay không chỉ có em trai và em dâu của tôi bị cô tát, mà ngay cả tôi không tránh khỏi, có phải không? Em không dám ạ. Đánh thì cũng đã đánh rồi, còn không dám cái gì nữa. Cô vẫn như ngày xưa nhở? Với những người mà không có tiền ấy, thì cô đánh đập chửi bới họ thoải mái. Còn với những người có địa vị, cô cúi đầu nịnh bợ. Cô không thay đổi chút nào nhở? Chuyện năm xưa là do tôi không đúng, cậu bỏ qua cho tôi nhé. Đâu phải chỉ có năm xưa đâu, mà ngay cả bây giờ, ngay vừa nãy đấy, cô vẫn làm chuyện không đúng làm gì nữa. Cậu có thể nể tình ngày xưa chúng ta cùng lớp mà bỏ qua tôi được không? Bỏ qua? Thế lúc cô đánh tôi này, cô đánh người yêu tôi, cô có nghĩ là cô bỏ qua chúng tôi không? Anh, thế thì cậu đánh tôi cho hả giận đi. Tôi không đánh phụ nữ. Thế thì cô đánh tôi đi, cô đánh thay cậu ta cũng được. Cô nghĩ ăn miếng trả miếng là xong đúng không? Vậy thì lúc nãy cô đòi lột đồ của tôi, thì bây giờ tôi lột hết đồ của cô là được có phải không? Tôi... Thôi đủ rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp em dâu, mà cô lại là giám đốc công ty, lại khiến tôi quá mất mặt. Đi thu xếp làm thủ tục nghỉ việc đi. Chủ tịch, em là giám đốc mà lại bị đuổi việc, thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa à? Đó là việc của cô.
anh ơi, anh cho em một cơ hội được không ạ? Với cả cái vị trí giám đốc đâu phải là ai cũng ngồi vào được đâu ạ. Mà trong thời gian ngắn như thế, anh cũng không thể tìm được người thay thế đâu ạ. Cô quên là em trai tôi đã về rồi ạ? Hay là cô vẫn cho rằng nó chỉ là một thằng đần, không thể làm giám đốc được? Em không dám ạ. Đi ngay! Làm việc với tôi lâu rồi mà không biết tôi nóng tính à? Dọn đồ ra khỏi công ty của tôi. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dương đây. Các bạn vừa xem xong một tập phim của chúng mình đúng không? Các bạn thấy tập phim hôm nay như thế nào? Hãy comment cho chúng mình biết ý kiến ở phía dưới nhé. Ngoài ra, chúng mình có một series phim mới rất hay sẽ được hiển thị ngay sau đây. Các bạn hãy ấn vào xem ngay để không bỏ lỡ nhé. Nếu như các bạn yêu quý chúng mình, hãy kết bạn với chúng mình bằng cách ấn vào link Facebook được gắn ở phía dưới. Đặc biệt là các quý nhãn hàng, nếu muốn được quảng cáo trên hệ thống kênh của SVM, xin vui lòng liên hệ qua email hoặc hotline sẽ được hiển thị ngay sau đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem phim. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.